Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu, đầy đủ duyên lành, Thượng Tọa Thích Thiện Kim trụ trì chùa Linh Phước long trọng tổ chức khai đàn tụng kinh Vô Lượng Thọ và khóa lễ phóng sanh để tạo công đức cho quý nam nữ Phật tử trong ngày Tết cổ truyền sắp đến. Hiện tại nay thì công trình thi công chánh điện ngôi chùa Linh Phước cũng đã và đang tiến hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Thiện Kim, ngôi chùa Linh Phước của mình thì xây dựng vào khởi công vào ngày mấy bạch Thượng Tọa? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, ngày là khởi công ngày mùng 2 tháng 10 năm Đinh Dậu 2017, dự trù là xây dựng là tới đến ngày có thể qua ngày rằm tháng giêng là hoàn thành để trang trí, xây dựng có thể là ngày A Khánh Thành là ngày 18, 19 tháng 2 năm 2018, là trước là A Khánh Thành, sau là A Di Đà Phật và lại năm tuần lễ Quan Âm phóng sanh A Di Đà Phật. Bạch trên Thượng Tọa, Thượng Tọa hoan hỷ cho chúng con được biết thì tiến trình thi công của ngôi chánh điện chùa Linh Phước của mình hiện tại đang làm tới thời điểm nào rồi ạ? A Di Đà Phật thì hiện giờ đang dàn ráp có thể rằng tới ngày 29 là hoàn thành cái dàn ráp chính điện trên, nhưng mà có dự trù xây tô hoặc là dán gạch ló gạch thì thấy qua tới tháng giêng mới rồi. A Di Đà Phật thì chương trình theo thầy ý sự dự định thiết kế để làm á, thì qua Tết thầy lớp mùng 9 thì khởi công làm cái phòng dân sanh thứ nhất, thứ hai nữa là xây những cái nhà tắm, phòng cô nét, những cái phòng nhà khói, nhà hậu tổ để làm cho nhà hậu tổ, nhà khói á, cho rộng rãi cho Phật tử để có chỗ ăn uống nghỉ ngơi á. Thì chương trình để làm cái phương hướng đó thì cái quan trọng nhất điểm đó là cho sau này có những cụ lớn tuổi về thì nuôi để mà phụng sự cho quý cô quý cụ được tốt để ngày dưỡng sanh niệm Phật cái gì đâu. Mạnh thường quân cùng toàn thể bà con kính mến. Xã Hòa Lụ là xã nông thôn đang trong giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới. Công tác đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của xã luôn được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quan tâm, nhất là công tác giao thông nông thôn. Vừa qua nhận được sự tài trợ của Thượng Tọa Thiện Kim chùa Linh Phước huyện Phụng Hiệp đã hỗ trợ kinh phí cho xã xây dựng cầu Thạnh Lợi,
góp phần cho xã hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, hoàn thành một trong những tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của bà con trên địa bàn xã. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý mạnh thường quân cùng toàn thể quý bà con, qua một thời gian xây dựng, đến nay cầu Thạnh Lợi đã hoàn thành. Hôm nay được sự cho phép của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Ủy ban nhân dân xã Hóa Lụ tổ chức lễ khánh thành cầu Thạnh Lợi, xã Hóa Lụ. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cấp tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Trần Khánh Tòng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Hậu Giang. Thượng tọa Thích Hồng Hạnh, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang. Cùng các đồng chí trong đoàn cùng đi. Cấp thành phố xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Hải, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Vị Thanh. Đồng chí Trần Hoa Phượng, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. Đồng chí Danh Thừa, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh. Cùng các đồng chí trong đoàn cùng đi. Về phía mạnh thường quân, xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thượng Kim, chùa Linh Phước, huyện Phụng Hiệp, và quý Phật tử trong đoàn cùng đi. Đại diện đơn vị thi công, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Sáu. Cấp xã, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Chế Linh, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lợi, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Đồng chí Trần Đình Quy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã. Cùng các đồng chí là đại diện các ngành, đoàn thể của xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ấp, các đồng chí đoàn thể của ấp Thạnh Lợi cùng bà con trên tuyến kinh sáng hậu cùng về dự buổi lễ hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý mạnh thường quân cùng toàn thể bà con kính mến, đi vào nội dung buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Sáu là đại diện đơn vị thi công lên báo cáo kết quả và quá trình xây dựng cầu Thạnh Lợi. Xin kính mời ông. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu cùng bà con tham dự buổi lễ hôm nay, thì như quý đại biểu đã biết, đã qua nhiều năm, việc đi lại của bà con nhân dân ấp Thạnh Lợi là hết sức khó khăn, nhất là các em học sinh khi cấp sách đến trường. Đã nhiều lần chính quyền địa phương rất là tâm huyết muốn xây dựng cây cầu này, do điều kiện kinh phí của địa phương không có, cũng như ngân sách của thành phố rất hạn hẹp, không đủ để xây dựng cây cầu này. Mong bà con cũng thông cảm và chia sẻ cùng với nhà nước. Chính vì thế, sau khi bàn bạc trao đổi với ban tôn giáo tỉnh Hậu Giang, mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh đã vận động quyên góp để xây dựng chiếc cầu này, nhằm tạo sự đi lại của bà con được thuận lợi dễ dàng. Qua đó, chính quyền địa phương đã kết hợp với nhà tài trợ cùng với phòng ban chuyên môn đã tiến hành khảo sát vị trí, địa điểm và tính tỉnh không, cũng như độ thông thuyền, cũng như kinh phí xây dựng, thời gian khởi công, thời gian hoàn thành theo yêu cầu của nhà tài trợ là phải hoàn thành Tết, trước Tết Nguyên Đán và đảm bảo xe bốn bánh qua lại. Kính thưa quý đại biểu, Thượng tọa Thích Thiện Kim chủ trì chùa Linh Phước, huyện Phụng Hiệp đã vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cũng như quý gia đình Phật tử đã hỗ trợ 250 triệu đồng. Vật liệu xây dựng tiết cội đã hỗ trợ 50 bao xi măng. Báo cáo quý đại biểu, cầu có chiều dài là 37 mét. Đường dẫn hai bên đường dẫn gần 60 mét. Thời gian khởi công là 15 tháng 12 2018. Thời gian hoàn thành là 30 tháng 1 năm 2018. Tổng cộng là 46 ngày, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Kính thưa quý đại biểu, thay mặt đơn vị thi công cũng như nhà tài trợ, mong chính quyền địa phương cùng nhân dân ấp Thạnh Lợi có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn để cây cầu được sử dụng lâu dài.
Trước thiệu năm mới, xin kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và danh dự như ý. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang lên có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Xin kính mời Thượng tọa. Kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh, thành phố và địa phương sở tại. Kính thưa toàn thể bà con Phật tử thân mến. Hôm nay là cái ngày đang khánh thành cây cầu ở thành thành lợi này. Thì chúng tôi thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang thì rất là chân thành cảm ơn địa phương đã tạo mọi điều kiện để cho cái đội thi công hoàn thành tốt đẹp cái cầu. Và thứ hai nữa, đối với trách nhiệm của Ban Trị sự Phật giáo, chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng thông báo cho tất cả các vị trụ trì trong chùa của tỉnh Hậu Giang luôn luôn hướng tâm về đến cái vấn đề an sinh xã hội. Và thứ hai nữa là nhất đặc biệt năm nay thì thông báo rộng rãi cho tất cả các vị trụ trì để mà cùng chăm lo bà con nghèo ăn Tết cùng với địa phương. Đây là cái chỉ tiêu mà của giáo hội đưa ra mà tất cả tăng ni Phật tử điển hình như Thượng tọa Thích Thiện Kim đã hứa khả làm cái cầu này. Thì do chúng tôi và bà Ban Tôn giáo tỉnh bàn bạc rồi đề xuất thầy hứa khả. Đây là điều tán thán đại diện cho Phật giáo tỉnh Hậu Giang trên tán thán Thượng tọa rất nhiều và tất cả nam nữ Phật tử đóng góp thành tựu cầu hôm nay. Và nhân dịp mùa Tết đến thì cũng có phần quà của tất cả Phật tử đã đóng góp để cho bà con ăn Tết, để niệm Tết này cho nó vui vẻ, ấm cúng. Đây là cái điều phần Thượng tọa cũng thực hành đúng theo cái lời kêu gọi của Ban Từ Thiện của tỉnh Hậu Giang. Thượng tọa làm rất tốt. Trước khi dứt lời, xin kính chúc tất cả các cấp chính quyền, tỉnh, thành phố, bà địa phương, sở tại cùng quý vị Thượng tọa tham dự hôm nay và tất cả bà con Phật tử Mạnh Thượng Quân được năm mới dồi dào sức khỏe và được đầy làm ăn phát đạt để mà có khả năng để chúng ta tiến hành cùng với tất cả những thượng tọa đại đức để làm nhiều cái công tác từ thiện tốt đẹp hơn cho quê hương mình càng ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, kính thưa quý lãnh đạo thành phố Vị Thanh, kính thưa quý thượng tọa cùng tất cả bà con Phật tử cũng như nhân dân trên địa bàn xã Bảo Lộ, thì hôm nay thì nhân dịp cái khánh thành cái cầu Thạnh Lợi mà được là Thượng tọa Thích Thiện Kim là tài trợ cũng như là quý Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho cái cầu, thì thay mặt chỗ đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Bảo Lộ xin chân thành cảm ơn cũng ghi nhận những cái công lao đóng góp của các vị thượng tọa cũng như là quý Phật tử cùng các cái nhà hảo tâm đã góp công góp sức để cho cái cầu này nó được hoàn thành, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Lộ để chung tay xây dựng cái nông thôn mới của xã Bảo Lộ, gắn phấn đấu là đến năm 2019 là sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó thì cũng thay mặt cho bà con nhân dân là cảm ơn Thượng tọa cùng tất cả bà con quý Phật tử đã ủng hộ 50 phần quà để hỗ trợ cho cái bà con hộ nghèo cũng như cái hộ khó khăn trên địa bàn xã Bảo Lộ cũng như là cái địa bàn bạn là phường 7 để góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cho cái bà con ăn Tết với cái phương châm là không để hộ nghèo, hộ khó khăn nào không vì khó khăn mà không được vui sưng đón Tết. Thì cũng nhân đây cũng chân thành cảm ơn chỗ đồng chí là Trần Khánh Tòng là một trong những cái cầu nối quan trọng để giúp địa phương được giao lưu và được vận động đến chỗ Thượng tọa Thích Thiện Kim cũng như là các thượng tọa có mặt trong ngày hôm nay và bà con quý Phật tử. Cái này cũng là một cái công rất lớn. Đồng thời cũng nhân đây cũng rất kính mong là quý lãnh đạo tỉnh, thành phố cũng như là quý thượng tọa cùng tất cả bà con Phật tử, thì cái xã Bảo Lộ nó cũng còn rất là khó khăn, nên trong thời gian tới thì tuy hôm nay thì nó được cái thành quả gì thì cũng mong cái thời gian tới là quý thượng tọa cũng cùng với các đồng chí cũng quan tâm giúp đỡ xã Bảo Lộ nhiều hơn nữa. Rồi thay mặt chỗ đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân thì này chân thành ghi nhận và cảm ơn. Trong khi quá trình tổ chức cũng như là thực hiện khánh thành lễ công nhận này, nó có những cái gì mà
chưa có chu đáo hoặc còn sai sót thì mong là quý lãnh đạo, quý thượng tọa cùng tất cả bà con Phật tử cũng như nhân dân trên địa bàn xã thông cảm bỏ qua. Thì trước thềm năm mới là kính chúc tất cả quý lãnh đạo, quý thượng tọa, quý bà con Phật tử cùng tất cả bà con nhân dân trên địa bàn xã Quả Lụ có một cái mùa xuân an lành là tốt đẹp nhất, và cũng chúc cho tất cả Phật tử là luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt trong cái cuộc sống để ủng hộ cho đơn vị được nhiều hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý mạnh thường quân cùng toàn thể quý bà con kính mến, có được cái cầu như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp to lớn của Thượng tọa Thích Thiện Kim cùng quý Phật tử. Sau đây xin kính mời Thượng tọa Thích Thiện Kim bước lên phía trên để nhận giấy cảm tạ từ địa phương. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý mạnh thường quân cùng toàn thể quý bà con, nhân buổi lễ khánh thành cầu Thành Lợi hôm nay, Thượng tọa Thích Thiện Kim, chùa Linh Phước, huyện Phụng Hiệp cùng quý Phật tử có gửi 50 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Quả Lụ và phường 7 vui xuân đón Tết. Sau đây xin kính mời đại diện là 10 hộ gia đình bước lên phía trên để nhận quà. Xin kính mời Thượng tọa Thích Thông Hạnh và Thượng tọa Thích Thiện Kim lên tặng quà cho bà con. Xin... Xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Thượng tọa Thích Thiện Kim, Thượng tọa Thích Giác Tâm, đồng chí Phạm Anh Tuấn, đồng chí Trần Khánh Tòng, đồng chí Nguyễn Thành Hải và đồng chí Phạm Chế Linh bước lên phía trên để cắt băng khánh thành cầu. Xin kính mời các đồng chí. Năm nay đến rồi bao người đi về quê hương, thấy nôn nao trong lòng quê nhà ai nhớ ai thương. Sau một năm dù xa cũng mong quay về miền quê mà ta thương nhớ bao ngày tháng qua. Dẫu cho đi xa nhà nhưng lòng luôn chờ mong Tết, nhớ cha yêu mẹ hiền, thương người thân ở quê xa. Thương miền Tây ngày xuân Tết quê đậm đà, ba ngày xuân ai cũng mong về quê, ba ngày xuân ai cũng mong về nhà. Tết cho xuân thắm tình, ta về ăn Tết nồng ấm gia đình. Đón xuân đêm giao thừa, đi chùa ta cầu bình an. Tết ơi xin chúc người luôn gặp may mắn hạnh phúc yêu đời. Chúc duyên mai cho người, cho nhà luôn được yên vui. Mừng một mùa xuân mới, xuân về trên khắp quê hương này. Người ơi về miền Tây quê mình đậm đà hương Tết, mùa xuân về qua nở cho tình yêu thắm quê hương nhà. Người ơi về nơi đây quê hương này ngọt ngào miền Tây, ngày xuân về xin chúc, chúc cho quê mình càng giàu đẹp hơn xưa. Mừng xuân miền Tây. Năm nay đến rồi bao người đi về quê hương,
thấy nôn nao trong lòng, quê nhà ai nhớ ai thương. Sao một năm dù xa cũng mong quay về miền quê mà ta thương, nhớ bao ngày tháng qua. Dẫu cho đi xa nhà nhưng lòng luôn chờ mong Tết, nhớ cha yêu mẹ hiền, thương người thân ở quê xa. Thương miền Tây ngày xuân Tết quê đậm đà, ba ngày xuân ai cũng mong về quê, ba ngày xuân ai cũng mong về nhà. Tết cho xuân thắm tình, ta về ăn Tết nồng ấm gia đình. Đón xuân đêm giao thừa, đi chùa ta cầu bình an. Tết ơi xin chúc người luôn gặp may mắn hạnh phúc yêu đời. Chúc duyên mai cho người, cho nhà luôn được yên vui. Mừng một mùa xuân mới, xuân về trên khắp quê hương này. Người ơi về miền Tây quê mình đậm đà hương Tết. Mùa xuân về hoa nở cho tình yêu thắm quê hương nhà. Người ơi về nơi đây quê hương này ngọt ngào miền Tây. Mừng một mùa xuân mới, xuân về trên khắp quê hương này. Người ơi về miền Tây quê mình đậm đà hương Tết. Mùa xuân về hoa nở cho tình yêu thắm quê hương nhà. Người ơi về nơi đây quê hương này ngọt ngào miền Tây. Ngày xuân về xin chúc, chúc cho quê mình càng giàu đẹp hơn xưa. Mừng xuân miền Tây. Chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời.